Quý vị thân mến, ăn bốn loại bảo bối dưới lòng đất này vừa bảo vệ dạ dày, ngừa bệnh tim, chống ung thư và tăng tuổi thọ. Xin chào quý vị, thời điểm giao mùa là thời điểm quan trọng để chúng ta bảo vệ sức khỏe. Chuyên gia khuyến khích mọi người nên ăn bốn loại thực phẩm dưới lòng đất sau đây. Hãy cùng khám phá tại sao những loại thực phẩm này lại được mệnh danh là bảo bối trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta và làm thế nào chúng ta có thể tận dụng tối đa những lợi ích sức khỏe kỳ diệu từ chúng. 1. Khoai môn. Y học cổ truyền cho rằng khoai môn có tác dụng khai vị, tiêu dịch, tiêu viêm, giảm đau, bổ can thận, chữa đau dạ dày, kiết lỵ và viêm thận mãn tính. Những người ăn uống khó tiêu nên ăn khoai môn. Theo phân tích dinh dưỡng, khoai môn chứa đường, chất xơ, vitamin C, vitamin B phức hợp, kali, canxi, kẽm. Ăn thường xuyên có thể tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể. Khoai môn cũng là một loại lương thực ăn thường xuyên giúp ngăn ngừa ung thư và giải độc. 2. Khoai mỡ. Khoai mỡ chứa amylase, polyphenol oxidase và các chất khác có lợi cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ của lá lách và dạ dày. Thường được dùng trên lâm sàng để chữa các bệnh như tỳ vị hư nhược, ăn uống thiếu chất và cơ thể mệt mỏi, tiêu chảy. Khoai mỡ có chứa saponin và chất nhầy có tác dụng bôi trơn, dưỡng ẩm, nên ích khí, dưỡng âm phổi, trị chứng thiếu phổi, long đờm, ho mãn tính. Đồng thời còn có tác dụng hạ đường huyết, chữa bệnh tiết niệu, là món ăn tốt cho bệnh nhân đái tháo đường. Khoai mỡ chứa một lượng lớn chất nhầy protein, vitamin và các nguyên tố vi lượng, có tác dụng ngăn chặn hiệu quả sự kết tủa của lipid máu trong thành mạch máu, ngăn ngừa các bệnh về tim và máu, đồng thời có tác dụng dưỡng tâm, an thần và kéo dài tuổi thọ. 3. Khoai tây được mệnh danh là vua của các loại vitamin. Nó chứa nhiều nguyên tố vitamin C và kali nhất. Cả hai nguyên tố này đều có thể ngăn ngừa bệnh tim và huyết áp cao. Acid alpha lipoic, một loại enzyme trong khoai tây có thể giúp tăng cường sức khỏe nhận thức tổng thể. Các chuyên gia đã gắn kết acid này với những tác dụng có lợi cho bệnh nhân Alzheimer. Một số vitamin và khoáng chất có trong khoai tây tác động tích cực đến chức năng của não, bao gồm kẽm, phốt pho và phức hợp. Vitamin B6 đặc biệt quan trọng để duy trì sức khỏe thần kinh. Hàm lượng chất xơ cao của khoai tây giúp tiêu hóa mượt mà hơn. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột. Khoai tây cũng có thể giúp bạn phục hồi nhanh chóng từ bệnh tiêu chảy. Tryptophan, vốn được tìm thấy tự nhiên trong khoai tây, là một thuốc an thần tự nhiên đảm bảo giấc ngủ ngon. Ngoài ra, kali trong khoai tây hoạt động như một chất làm giãn cơ, giúp đảm bảo thêm cho giấc ngủ của bạn và cho bạn cảm giác thư giãn nhiều hơn. 4. Khoai lang. Khoai lang rất giàu kali. Kali và natri là những nguyên tố quan trọng ảnh hưởng đến huyết áp. Nếu cơ thể con người bổ sung đủ kali, nó có thể thúc đẩy bài tiết natri dư thừa trong máu. Nó cũng có thể thúc đẩy sự cân bằng nồng độ khoáng chất trong cơ thể và đóng một vai trò bổ trợ trong việc giảm huyết áp. Khoai lang có chứa một chất tương tự như nội tiết tố nữ, có thể ức chế sự sản sinh của sắc tố melanin và ngăn ngừa sự xuất hiện của tàn nhang và các đốm đồi mồi. Mắc khén có tác dụng bảo vệ làn da của con người, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, ức chế quá trình lão hóa da, duy trì độ đàn hồi của da, ngăn ngừa lão hóa sớm. Khoai lang chứa ít calo và ít chất béo, phù hợp với nhu cầu cơ bản của người giảm cân. Chất xơ có trong khoai lang rất phong phú nên có thể phát huy hết tác dụng. Sử dụng khoai lang làm thực phẩm chính có thể mang lại hiệu quả ngăn chặn chuyển thành chất béo, có lợi cho việc giảm cân, tăng cường thể lực. Kali, acid folic, vitamin A và vitamin B và carotene trong khoai lang có thể giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Carotene và vitamin C có thể giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Kali giúp cân bằng chất lỏng và điện giải của tế bào. Acid folic và vitamin B6 giúp giảm mức độ homocysteine trong máu. Ức chế hiệu quả sự xuất hiện của ung thư ruột kết và ung thư vú. Trên thực tế, bốn loại thực phẩm này đều tốt cho cơ thể con người, nhưng khi ăn chúng ta cần chú ý một số điểm sau. 1. Năng lượng của khoai tây tương đối cao. Vì vậy, khi ăn khoai tây cần ăn ít thực phẩm chính để tránh béo phì. 2. Khoai lang có thể trị táo bón, nhưng khoai mỡ lại có tác dụng ngược lại, vì vậy bạn đừng ăn quá nhiều món này. 3. Khi chế biến không lựa chọn phương pháp chiên, tránh làm tăng lượng calo trong thức ăn. 4. Một số người chức năng dạ dày kém, nên ăn ít khoai lang dễ gây đầy hơi. Tiếp theo, chương trình xin gợi ý đến quý vị. 3 loại quả phơi khô là
insulin tự nhiên, giúp kiểm soát đường huyết, dưỡng thận, mát gan hiệu quả, rất sẵn ở Việt Nam. Đây là ba loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe con người nhưng không phải ai cũng biết. 1. Dành dành, còn được gọi là cây chi tử, là loại cây mọc hoang và được trồng tại nhiều vùng ở nước ta. Quả loại cây này có màu đỏ đặc trưng, thường được làm bột để tạo màu trong thực phẩm. Không những thế, quả dành dành, dùng khô hay tươi, đều có thể kết hợp với các dược liệu khác để tạo thành bài thuốc chữa bệnh. Những công dụng nổi bật của loại quả này với sức khỏe là hạ đường huyết, dưỡng thận, tăng cường trí nhớ, tốt cho hệ tiêu hóa. Theo Đông y, quả dành dành chứa nhiều crocin, một chất thuộc nhóm carotenoid, có nhiều tác dụng dược lý khác như chống oxy hóa, kháng u, rất tốt trên các bệnh về thận, hỗ trợ điều trị suy thận hiệu quả. Cùng với sự kết hợp của nhiều hoạt chất khác, loại quả này sẽ giúp kháng khuẩn, chống viêm, ngăn ngừa các bệnh là nguyên nhân gây suy thận. Bên cạnh đó, chiết xuất từ loại quả này cũng được chứng minh là có thể quản lý mức lipid bất thường, rối loạn dung nạp glucose và mức insulin cao ở bệnh nhân tiểu đường. Genipoxy trong quả dành dành là một chất hạ đường huyết hiệu quả. Nó làm giảm dung nạp glucose bất thường và tăng insulin máu, cơ chế bệnh được ghi nhận ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Đặc biệt, Genipoxida và các dẫn xuất của nó cũng giúp cải thiện khả năng ghi nhớ ngắn hạn ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra, một nghiên cứu cho thấy vỏ quả dành dành chứa hợp chất acid ursolic có liên quan tới khả năng hỗ trợ và ngăn ngừa viêm nhiễm tại đường tiêu hóa như viêm dạ dày, loét và nhiễm trùng liên quan tới vi khuẩn HP hay trào ngược acid dạ dày. 2. Thảo quả. Thảo quả là một loại thảo dược được sử dụng rộng rãi trong nhiều món ăn với vị thơm, vừa ngọt lại cay đặc trưng. Không chỉ mang đến sự ngon miệng cho món ăn, loại quả này còn đem lại nhiều dưỡng chất có lợi giúp nâng cao sức khỏe. Một nghiên cứu năm 2019 của các nhà khoa học Iran đã chỉ ra rằng bệnh nhân tiểu đường loại 2 bổ sung 3 gram gia vị này mỗi ngày trong 10 tuần sẽ giúp giảm lượng đường trung bình trong máu. Một nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia cho thấy uống nước pha từ thảo quả có tác dụng chống lại ung thư. Theo đó, tiêu thụ loại quả này có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư thường gặp, đặc biệt là ung thư ruột kết bằng cách ức chế sự tăng trưởng, thậm chí tiêu diệt các tế bào gây ung thư. Đặc biệt, loại quả này chứa các chất phytochemical cũng giúp dưỡng gan rất tốt. Theo đó, các chất phytochemical sẽ kích hoạt các enzyme giải độc trong gan, từ đó giúp dưỡng gan, bảo vệ gan hiệu quả. Bên cạnh đó, thông qua cơ chế làm giảm men gan, cholesterol và triglyceride, thảo quả còn giúp ngăn ngừa nguy cơ mở rộng gan, giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Các nghiên cứu khác còn đã chỉ ra rằng hàm lượng sắt được tìm thấy trong thảo quả giúp làm tăng tế bào hồng cầu, nên giúp máu mang nhiều oxy và chất dinh dưỡng đến từng cơ quan trong cơ thể. Hơn nữa, các thành phần dinh dưỡng trong loại quả này cũng có nhiều tác động tích cực trong việc tăng cường lưu thông máu trong cơ thể. Vì vậy, nên việc dùng thảo quả thường xuyên còn có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu một cách hiệu quả. 3. Mâm xôi. Mâm xôi là một trái cây thơm ngon và bổ dưỡng nên được nhiều người yêu thích. Bên cạnh ăn tươi, loại quả này phơi khô và ngâm nước cũng là thức uống vô cùng bổ dưỡng với sức khỏe. Không những thế, loại nước này có thể giúp ngăn ngừa và điều trị một số loại bệnh nguy hiểm. Theo các nghiên cứu, quả mâm xôi có nồng độ chất oxy hóa cao nhất trong số các loại trái cây. Loại quả này còn chứa acid ellagic, một chất oxy hóa tự nhiên chứa trong rau quả mọng. Những chất này giúp cơ thể giảm stress oxy hóa, giảm viêm, qua đó hạn chế sự sinh sôi và nảy nở của các tế bào ung thư. Vitamin C trong quả mâm xôi cũng được chứng minh thúc đẩy khả năng miễn dịch cũng như ngăn chặn sự xâm nhập của virus lên máu, khiến cơ thể khỏe mạnh hơn. Không những vậy, quả của cây mâm xôi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm có tác dụng hỗ trợ tốt cho khả năng sinh dục, bổ can thận. Đông y cũng cho rằng loại quả này có tác dụng bổ thận, tráng dương, cố tinh rất hiệu quả. Nếu uống nước mâm xôi ở mức cho phép chính là thức uống dinh dưỡng quan trọng, có thể kiểm soát lượng testosterone giúp tăng sinh lý cho phái mạnh. Ngoài ra, mâm xôi chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, có thể giúp hạn chế sự hấp thụ đường từ thức ăn, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Do đó, việc ăn mâm xôi hay uống nước mâm xôi cũng là cách hiệu quả để ngăn ngừa căn bệnh tiểu đường. Tiếp theo, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị câu chuyện
về một cụ bà sống thọ 110 tuổi nhờ 4 thói quen đơn giản không phải tập thể dục. Cụ bà Hà Tú, 110 tuổi, từng là ngôi sao Trường Thọ ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ở độ tuổi xưa nay hiếm, cụ bà này vẫn rất minh mẫn, có sức khỏe tốt và thường xuyên giúp đỡ con cái nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày khiến nhiều người rất bất ngờ. Khi được hỏi về bí quyết trường thọ của mình, cụ Hà Tú cho biết: "Phương pháp của tôi là 4 thói quen luôn thực hiện đều đặn theo năm tháng. 1. Đi ngủ sớm và chăm chỉ vận động." Theo chia sẻ của gia đình, cụ Hà không bao giờ thức khuya mà luôn đi ngủ từ rất sớm. Mỗi sáng cụ thường dậy sớm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và bắt đầu vận động để rèn luyện cơ thể. Những bài tập mà cụ Hà chọn là dọn dẹp nhà cửa và đi ra chợ mua thức ăn để về nấu nướng. Cụ Hà cho biết: "Tôi coi việc dọn sân nhà là tập thể dục nên không thấy mệt. Chợ cũng là nơi mà tôi thích đến nhất. Tôi có thể đi dạo và chọn thực phẩm tươi ngon để về nấu ăn cho cả nhà." Các chuyên gia sức khỏe cũng cho biết, việc chăm chỉ vận động là một trong những bài tập tốt cho người già, mang lại những lợi ích vàng cho sức khỏe tâm thần lẫn thể chất. Cơ thể được vận động thường xuyên có thể giúp cải thiện khả năng kháng virus của cơ thể, tránh sự xuất hiện của bệnh tật và cũng có thể giúp trì hoãn sự xuất hiện của lão hóa. Do đó, nếu muốn khỏe mạnh và sống lâu thì mọi người nên chăm chỉ vận động hoặc tập thể dục đều đặn mỗi ngày. 2. Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh việc phụ giúp con cháu làm một số việc trong nhà, cụ Hà còn đi thu lượm đồ phế liệu để bán lấy tiền rồi mua kẹo cho trẻ nhỏ gần nhà. Với cụ bà 100 tuổi này, công việc này là một niềm vui tuổi già, nên cụ sẽ không ép mình phải lao động quá sức. Khi cảm thấy mệt mỏi, cụ sẽ nghỉ ngơi ngay. Sau bữa trưa hàng ngày, cụ Hà cũng thường nghỉ trưa từ nửa tiếng đến một tiếng trước khi bật chế độ lao động vào buổi chiều. Vào buổi tối, cụ Hà thường đi ngủ sớm để nghỉ ngơi và nạp năng lượng cho ngày hôm sau. Thời gian rảnh rỗi, cụ bà này cũng thường ra ngoài chơi mặt trược với mọi người. Nhờ làm việc và nghỉ ngơi điều độ, cụ Hà vẫn một sức bền tốt. Đây cũng là chìa khóa giúp cụ bà 110 tuổi này khỏe mạnh hơn những cụ già khác. 3. Ăn uống nhẹ nhàng. Con cháu cho biết, vì tuổi đã cao nên gia đình thường mua thịt để cụ Hà tẩm bổ, nhưng cụ thường không ăn nhiều. Thay vào đó, cụ rất thích ăn cá, rau củ và các loại cháo khác nhau. Đây đều là những thực phẩm bổ dưỡng nhưng lành tính để giúp cơ thể nạp năng lượng và duy trì sức khỏe. Đây cũng là phương pháp ăn uống lành mạnh được nhiều chuyên gia khuyến nghị đưa vào thực đơn hàng tuần. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc duy trì chế độ ăn theo hướng lành mạnh với nhiều thực phẩm như cá hay rau củ hơn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, chế độ ăn uống lành mạnh sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Từ hỗ trợ miễn dịch, ngăn ngừa béo phì, tiểu đường loại 2, tim mạch, một số loại ung thư, mức tăng tuổi thọ sẽ càng lớn nếu bắt đầu ăn uống lành mạnh càng sớm. 4. Sống vui vẻ, không giận dữ. Một bí quyết trường thọ khác của cụ Hà là sống vui vẻ và chan hòa với mọi người. Trong mắt con cháu hay hàng xóm láng giềng, cụ bà này dù tuổi đã cao nhưng lúc nào cũng tràn ngập năng lượng lạc quan. Theo chia sẻ của gia đình, cụ Hà không bao giờ tức giận hay nổi nóng với ai. Dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, cụ cũng không than thở một lời, mà vẫn luôn giữ thái độ tích cực đó với tất cả mọi người. Cách sống này không chỉ giúp cụ Hà đối mặt với khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn, mà còn giúp cụ kéo dài tuổi thọ. Các nhà nghiên cứu cũng chứng minh rằng thái độ sống lạc quan có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chức năng sinh học của con người. Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh những người lạc quan có nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể do một số bệnh chủ yếu, bao gồm ung thư, bệnh tim, đột quỵ và bệnh đường hô hấp so với những người bi quan. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng tâm lý cân bằng, ổn định chính là phương pháp kéo dài tuổi thọ một cách hiệu quả. Giữ được sự cân bằng về tinh thần chính là đang nắm giữ chìa khóa của sức khỏe và tuổi thọ. Do đó, nếu muốn kéo dài tuổi thọ một cách an toàn và đơn giản nhất, bạn hãy chọn cách sống vui vẻ và lạc quan giống như bà cụ Trung Quốc 110 tuổi này. Thưa quý vị, mùa hè luôn sẵn 7 loại quả, 5 loại dao chống tia cực tím. Chúng tôi muốn giới thiệu đến các chị em, tận dụng được sẽ thấy mình trẻ hơn mỗi ngày. Không chỉ là kem chống nắng tự nhiên, những loại rau quả này còn giúp nhả nắng, ngăn ngừa sạm nám cho da rất tốt.
Mùa hè tại nước ta không chỉ đem đến tiết trời nắng nóng, mà còn là thách thức lớn cho làn da với tác động từ tia cực tím và nhiệt độ cao. Để bảo vệ làn da hiệu quả từ bên trong, việc tiêu thụ các loại quả, rau xanh giàu dinh dưỡng có sẵn trong mùa hè là một lựa chọn thông minh. 7 loại quả có nhiều vào mùa hè là kem chống nắng tự nhiên, nhà nắng hiệu quả, ngăn ngừa sạm nám. 1. Dưa hấu. Được biết đến với khả năng cung cấp nước và làm mát cơ thể, dưa hấu còn chứa lượng lớn lycopene. Lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ da khỏi tổn thương do tia cực tím gây ra, giúp làm giảm nguy cơ cháy nắng và tình trạng sạm nám khiến da già nhanh. 2. Xoài. Xoài là nguồn cung cấp vitamin A và C phong phú. Vitamin A tăng cường sự phát triển của các tế bào da, giúp làn da luôn tươi mới, trong khi vitamin C thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, làm giảm các nếp nhăn và giúp da căng mịn. Đây không chỉ là loại quả tăng sinh collagen mà còn tăng đề kháng cho da, giúp da khỏe mạnh từ sâu bên trong. 3. Chôm chôm. Với hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào, chôm chôm không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn hỗ trợ da chống lại tác động môi trường bên ngoài như tia UV, ngăn chặn quá trình oxy hóa và giảm thiểu các vấn đề về da như sạm nám. Mùa hè chôm chôm có nhiều, chị em tận dụng ăn thường xuyên sẽ giúp nuôi dưỡng làn da, tạo lớp màng chống nắng cho da. 4. Thanh long. Loại quả này chứa nhiều vitamin C và các khoáng chất như sắt, canxi. Vitamin C trong thanh long giúp làm sáng da, trong khi các khoáng chất giúp cải thiện cấu trúc da và có tác dụng kháng viêm. Làn da của chị em sẽ được chống nắng ngay từ bên trong, ngày càng khỏe mạnh hơn nhờ nguồn dinh dưỡng tốt như loại quả này. 5. Đu đủ. Cung cấp lượng lớn vitamin C, đu đủ giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa của da, đồng thời chứa enzyme papain có khả năng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, giúp da sáng và đều màu hơn. Loại quả quê này có công dụng nhả nắng khá tốt, nhưng không phải ai cũng nắm rõ. 6. Quả bơ. Bơ rất giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do các gốc tự do. Chất béo không bão hòa đơn trong quả bơ giúp duy trì độ ẩm, làm mềm và mịn da, giúp da luôn khỏe mạnh, mịn màng. 7. Cam và quýt. Trái cây họ cam quýt nói chung là những loại quả chứa hàm lượng vitamin C cao. Lượng vitamin C dồi dào thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, giúp da giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn và giữ cho da luôn tươi trẻ, rạng rỡ. Ngoài việc bổ sung các loại quả vào chế độ ăn uống mùa hè, việc tiêu thụ các loại rau giàu dưỡng chất cũng rất quan trọng để bảo vệ và nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Tốt chẳng kém kem chống nắng tự nhiên lại còn nhả nắng rất tốt. 1. Rau cải xoăn. Rau cải xoăn chứa lượng lớn vitamin A, C và E, cùng với các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do tác động của môi trường và tia UV. 2. Cà chua. Mặc dù là quả nhưng thường được xếp vào nhóm rau, cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ da khỏi tia UV. 3. Rau diếp cá. Rau diếp cá giàu omega 3, vitamin A và C giúp giảm viêm và làm sáng da. 4. Rau chân vịt. Rau chân vịt chứa lượng vitamin A, C, E và K phong phú cùng với sắt và folate, hỗ trợ việc tái tạo da, giúp làn da khỏe mạnh, trẻ trung. Rau mùi, loại rau này có chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ kim loại nặng ra khỏi cơ thể, giảm viêm và giúp da sáng mịn. Phần tiếp theo, mời quý vị theo dõi nội dung. Một kiểu dậy sớm gây hại cho cơ thể hơn cả thức khuya. Nhiều người cho rằng dậy sớm là điều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không xem xét tình hình, thể trạng cụ thể của bản thân thì điều này có thể trở thành gánh nặng. Dậy sớm chỉ là lành mạnh khi bạn ngủ sớm và đủ giấc. Nếu bạn đi ngủ lúc 10 giờ tối và dậy sớm vào sáng hôm sau, có nghĩa là đã ngủ đủ giấc và có chất lượng giấc ngủ tốt. Tuy nhiên, với những người thức khuya nhưng lại dậy từ sớm, có nghĩa bạn đang bị thiếu ngủ. Thiếu ngủ có thể dẫn đến nồng độ cortisol, một loại hormone liên quan đến căng thẳng trong cơ thể gặp biến động. Cortisol khiến con người tỉnh táo hơn trước những kích thích bên ngoài, khiến họ dễ cáu kỉnh và mệt mỏi. Những người thiếu ngủ, giấc ngủ gián đoạn có thể dẫn đến tinh thần trì trệ, mệt mỏi sau khi thức dậy, suy giảm nhận thức, trầm cảm và nặng hơn là mất phương hướng hoặc lú lẫn. Cùng với đó, sau một thời gian dài ngủ không đủ giấc, có thể còn có thể khiến chức năng miễn dịch của cơ thể mất cân bằng, tăng nguy cơ mắc các bệnh khác nhau về đường tiêu hóa, béo phì, bệnh tim mạch và mạch máu não, bệnh Alzheimer. Vì vậy, thức khuya và dậy quá sớm là điều không tốt cho sức khỏe.
Tốt nhất nên đảm bảo ngủ đủ giấc từ 7 đến 9 tiếng. 5. Nguyên nhân khiến bạn tỉnh giấc lúc nửa đêm. 1. Đi ngủ quá sớm. Một số người sợ ngủ không đủ giấc nên đi ngủ sớm vào lúc 8 đến 9 giờ tối. Nhưng nếu đi ngủ quá sớm, khi cơ thể sẵn sàng để ngủ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, gây mệt mỏi. Ngủ trưa quá lâu. Nghiên cứu cho thấy, ngủ trưa quá 30 phút sẽ rút ngắn giai đoạn ngủ sóng chậm vào ban đêm, đồng nghĩa với việc não có ít thời gian nghỉ ngơi sâu hơn. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và khiến con người phải thức dậy giữa chừng hoặc dậy sớm. Chính vì vậy, nên kiểm soát việc ngủ trưa. Tốt nhất không nên ngủ sau 3 giờ chiều. 3. Nhiệt độ phòng quá cao. Môi trường bên ngoài quá nóng trước khi đi ngủ sẽ không có lợi cho việc đi vào giấc ngủ. Mặt khác, nó cũng sẽ phá hủy cấu trúc giấc ngủ bình thường và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, khiến bạn dậy sớm hơn. 4. Chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ. Nhiều người có thói quen lướt mạng xã hội xem TV trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử này sẽ ức chế cơ thể tiết ra melatonin, khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ. Chính vì vậy, nên hạn chế sử dụng điện thoại di động trước khi đi ngủ. 5. Uống rượu trước khi đi ngủ. Một số người cho rằng uống chút rượu trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ ngon hơn. Nhưng thực tế, trong vài giờ đầu sau khi chìm vào giấc ngủ, cơ thể sẽ chuyển hóa rượu, gây ra tình trạng giật mình tỉnh giấc về đêm, bồn chồn và làm giảm đáng kể chất lượng giấc ngủ. 5 cách giúp cải thiện giấc ngủ quý vị có thể áp dụng như sau. 1. Thiết lập đồng hồ sinh học. Cố gắng thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, kể cả những ngày nghỉ, để giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học. Không nên dậy quá sớm hoặc quá muộn. Nên thức dậy vào khoảng 7 giờ 30 và không nên nằm trên giường quá nhiều, sẽ khiến giấc ngủ bị gián đoạn và ngủ không sâu. Cùng với đó cũng nên đi ngủ trước 23 giờ, nhưng đừng ép bản thân đi ngủ quá sớm. 2. Tăng cường hoạt động thể chất, tập thể dục, khiêu vũ, thái cực quyền, yoga có thể giúp giảm khó ngủ và ngủ sâu hơn. Mặc dù vậy, không nên tập luyện quá sức 2 giờ khi đi ngủ. 3. Kiểm soát chế độ ăn uống không đi ngủ khi quá no, tránh uống nhiều đồ uống có chứa caffeine, chẳng hạn như trà, cà phê, sô-cô-la, đồng thời cố gắng bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu. Cùng với đó, cũng nên tránh ăn và uống nhiều nước 2 giờ trước khi đi ngủ, để tránh thức dậy thường xuyên vào ban đêm. 4. Môi trường ngủ thoải mái. Trước khi đi ngủ có thể tắm nước nóng hoặc ngâm chân, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, mềm mại, đắp chăn có độ dày phù hợp, tạo nên một môi trường ngủ yên tĩnh và thoải mái. Cùng với đó, có thể luyện tập một số bài tập thư giãn, hít thở sâu trước khi đi ngủ, giúp lưu thông khí huyết, giấc ngủ sâu hơn. 5. Cẩn trọng với vấn đề tâm lý. Nếu có vấn đề về tâm lý dẫn đến mất ngủ, nên đến cơ sở y tế chuyên môn để được chẩn đoán và điều trị. Nếu cần thiết, bạn có thể cân nhắc điều trị bằng thuốc theo lời khuyên của bác sĩ quý vị. Mất ngủ kéo dài không những không tốt cho sức khỏe thể chất, mà còn khiến sức khỏe tâm thần gặp vấn đề. Chính vì vậy, nếu sử dụng nhiều biện pháp trị mất ngủ, nhưng vẫn không có hiệu quả, thì tốt nhất nên đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để tư vấn thêm. Quý vị thân mến, quý vị vừa xem xong chương trình trên kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Mời quý vị xem tiếp một nội dung khác ngay sau đây. Cách tính bạn sẽ sống thọ thêm bao nhiêu năm? Xin chào quý vị! Một số thói quen có thể kéo dài tuổi thọ của bạn thêm cả thập kỷ. Các nhà khoa học đã đưa ra những ước lượng giúp mọi người tự tính toán có thể sống thọ thêm bao nhiêu năm. Vừa qua, một nhóm nghiên cứu Mỹ công bố rằng bất kỳ ai sinh sau năm 1965 đều có nguy cơ không thọ như thế hệ trước đó. Tiếp xúc ngày càng nhiều với các yếu tố rủi ro của cuộc sống hiện đại đồng nghĩa bạn có thể có tuổi sinh học già hơn đáng kể so với tuổi theo lịch. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã tách biệt được một số yếu tố giúp chống lại tác động trên. Phân tích của Đại học Michigan, Mỹ, năm 2021 thậm chí còn phát hiện ra một chiếc xúc xích có thể giảm bớt tuổi thọ 38 phút nhưng một miếng cá hồi lại làm tăng thêm 70 phút. Một nghiên cứu lớn được công bố vào năm ngoái, 2023, đã xác định các yếu tố quan trọng nhất giúp bạn trẻ lâu là tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống lành mạnh, giảm căng thẳng, ngủ ngon, các mối quan hệ xã hội tích cực, không hút thuốc, không dùng chất kích thích và kiểm soát việc uống rượu. 1.
uống nhiều nước tăng thêm 15 năm tuổi thọ. Các bác sĩ biết rằng tình trạng mất nước làm tăng nồng độ muối trong máu, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa và mắc bệnh mạn tính. Trong các nghiên cứu trên chuột, tình trạng mất nước nhẹ cũng đủ để giảm tuổi thọ đi 6 tháng tương đương với 15 năm ở con người. 2. Ăn nhiều trái cây và các loại hạt tăng 10 năm. Không có nghi ngờ gì về tác động của một chế độ ăn uống tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Theo nghiên cứu từ Biobank Vương quốc Anh được công bố trên tạp chí Nature năm 2023, chuyển từ chế độ ăn uống không lành mạnh sang nhiều ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, trái cây, á, các loại đậu, ít thịt, đồ uống có đường và thịt chế biến sẵn có thể tăng thêm tuổi thọ cho nam và nữ lần lượt là 10,9 và 10,4 năm. 3. Bỏ thuốc tăng 10 năm. Các bác sĩ ước tính rằng thói quen hút thuốc có thể làm giảm 10 năm tuổi thọ của bạn. Các nhà nghiên cứu khẳng định số năm bạn hút thuốc ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư nhiều nhất. Bạn dừng hút thuốc càng sớm thì nguy cơ mắc ung thư càng thấp. Điều tương tự cũng xảy ra với các tình trạng sức khỏe khác như đau tim, đột quỵ và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật CDC Mỹ, từ 5 đến 10 năm sau khi bỏ thuốc, nguy cơ mắc bệnh ung thư của bạn giảm một nửa và 20 năm sau khi bỏ thuốc, nguy cơ của bạn ngang với người không hút. Vì vậy, việc bỏ hút thuốc có thể kéo dài tuổi thọ của bạn thêm 10 năm. 4. Giải đố chữ tăng 10 năm. Mặc dù trò chơi thử thách trí não không thể ngăn ngừa các bệnh gây mất trí nhớ, nhưng các bác sĩ tin rằng có thể giúp xây dựng một vùng đệm, được gọi là dự trữ nhận thức, tốt cho sức khỏe tâm thần của bạn. Năm 2020, các nhà khoa học từ Anh đã phân tích dữ liệu của 20.000 người trên 50 tuổi và nhận thấy ai hay chơi đố chữ có xu hướng nhạy bén hơn với chức năng não trẻ hơn 10 năm so với tuổi thật. 5. Ngủ ngon tăng 4,7 năm. Giấc ngủ kém, ít hơn 7 giờ một đêm, đã được chứng minh là ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, hormone cũng như hệ miễn dịch và thần kinh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, trầm cảm, thậm chí là ung thư. Nghiên cứu năm 2023 của trường Y Harvard Mỹ cho thấy ngủ 7 đến 9 giờ mỗi đêm có thể tăng tuổi thọ cho nam giới thêm 4,7 năm và thêm 2,4 năm cho phụ nữ. 6. Quan hệ tình dục thường xuyên tăng 4 đến 7 năm. Trong một nghiên cứu dài hạn được công bố trong cuốn sách Bí mật của những người siêu trẻ, tiến sĩ David Wiss cho biết việc giảm căng thẳng, tăng mức độ hài lòng và ngủ ngon hơn nhờ quan hệ tình dục thường xuyên có thể đủ để tăng thêm 4 đến 7 năm tuổi thọ. Thưa quý vị, song song đó thì 8 thói quen xấu sau đây đã được chứng minh rút ngắn tuổi thọ đáng kể. 1. Thức khuya. Một nghiên cứu đã đề cập so với những người đi ngủ và dậy sớm, nhóm cú đêm có nguy cơ tử vong cao hơn 10%. Thức khuya trong thời gian dài sẽ có hại cho sức khỏe toàn cơ thể, bởi hormone giỏ thượng thận và hormone tăng trưởng của con người chỉ được tiết ra trong giấc ngủ ban đêm. Các hormone này có chức năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa carbohydrate và đảm bảo sự phát triển của cơ bắp. Cũng trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí, nếu mỗi người ngủ ít hơn 6,4 giờ mỗi ngày, điều này tương đương với việc giảm tuổi thọ 6,2 ngày mỗi năm. Mặt khác, Hiệp hội Giấc ngủ Mỹ khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày. 2. Uống ít nước. Nước là một thành phần quan trọng của cơ thể con người, chẳng hạn như máu, bạch huyết và bài tiết cơ thể đều liên quan đến nước. Nước chiếm khoảng 60-70% trọng lượng cơ thể của một người trưởng thành. Hàm lượng nước trong máu là khoảng 90%. Một số người chỉ uống nước khi khát, điều này không đúng, sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa. Do đó, các nhà chuyên môn khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh nên uống khoảng 1,5 lít nước mỗi ngày, bao gồm súp và cháo. 3. Ngồi quá lâu. Năm 2003, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra rằng hơn 2 triệu người trên thế giới chết mỗi năm do thói quen ít vận động. Tạp chí Y học Thể thao Anh phát hiện những người ngồi hầu hết thời gian trong ngày có nguy cơ béo phì, đau tim hoặc tử vong cao hơn.
Các chuyên gia y tế Đức cho biết những người ít vận động dễ mắc ung thư hơn. Ngược lại, số lượng tế bào miễn dịch trong cơ thể con người tăng lên khi tập thể dục. Do đó, bạn nên đứng dậy và đi lại sau mỗi 1 đến 2 giờ. Sau bữa tối, bạn có thể đi dạo ngoài trời trong 30 phút, cũng có thể tập aerobic, bơi lội, chơi cầu lông. 4. Lo lắng. Lo lắng rất có hại cho cơ thể. Khi đó, tim sẽ đập nhanh hơn, huyết áp tăng, độ nhớt của máu tăng, tim tiêu thụ nhiều oxy hơn, có thể dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Một nghiên cứu phát hiện những người không vội vàng và biết cách tận hưởng cuộc sống trọn vẹn có thể sống thêm trung bình 9 đến 10 năm. Vì vậy, hãy chậm lại và cho bản thân nghỉ ngơi. 5. Ăn nhiều muối. Huyết áp cao, bệnh thận, nhiễm trùng đường hô hấp trên và bệnh tim đều liên quan đến việc ăn quá nhiều muối. Nếu bạn ăn quá mặn, các mạch máu của bạn sẽ bị lão quá sớm. Các khối u ác tính có thể liên quan đến việc ăn nhiều muối, trong đó có ung thư dạ dày. 6. Ăn quá nhiều. Bỏ bữa sáng hoặc ăn quá nhiều là những yếu tố gây tử vong phổ biến. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người không chú trọng đến bữa sáng thậm chí còn bị rút ngắn tuổi thọ trung bình 2,5 năm. Ăn quá nhiều không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa mà còn dễ làm tổn thương lục phủ ngũ tạng. Y học hiện đại cho rằng bệnh tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim, bệnh thận, bệnh gan, tê liệt, mất trí nhớ do tuổi già và các bệnh khác đều có liên quan đến vấn đề này. 7. Uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá. Nghiện rượu là yếu tố khởi phát và làm nặng thêm các bệnh liên quan đến stress, đái tháo đường loại 2, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, gút và các bệnh khác. 8. Không kiểm tra sức khỏe và không tập thể dục. Những người không tập thể dục thường xuyên có khí và máu lưu thông chậm hơn, cơ bắp lỏng lẻo và khả năng miễn dịch suy yếu. Kết quả là họ dễ bị nhiễm bệnh và virus hơn. Ngược lại, tập thể dục cải thiện khả năng điều tiết của các hệ thống khác nhau trong cơ thể, tăng tỷ lệ trao đổi chất và khả năng miễn dịch. Tiếp theo video hôm nay, chương trình xin gợi ý đến quý vị 7 loại thực phẩm bình dân nhưng là bí quyết sống thọ của người Nhật, rất sẵn ở chợ Việt. Người Nhật luôn nổi tiếng với tuổi thọ cao và khỏe mạnh nhờ chế độ ăn uống tuân theo những nguyên tắc dinh dưỡng lành mạnh. Người Nhật Bản sống trên quần đảo Okinawa nổi tiếng với tuổi thọ cao và tỷ lệ người sống đến tuổi già rất cao. Điều này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trên khắp thế giới và gợi ra nhiều câu hỏi về bí quyết sống lâu của họ. Có nhiều yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự sống lâu của người Nhật, trong đó chính là thực phẩm và chế độ ăn dinh dưỡng. Chế độ ăn uống của người Okinawa tuân theo những nguyên tắc dinh dưỡng quan trọng giúp họ sống lâu và khỏe mạnh. Một trong những nguyên tắc đó là đa dạng thực phẩm. Người dân Okinawa thường ưa chuộng ăn nhiều loại rau xanh, hải sản và đậu để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể của họ. Chế độ ăn cân đối cũng đóng vai rất trò quan trọng trong bữa ăn của người Okinawa. Họ hạn chế thịt đỏ và thường ăn chế độ ăn chay. Thay vì sử dụng dầu mỡ, họ ưa chuộng dầu ô liu và các loại dầu tự nhiên khác. Ngoài ra, việc tiêu thụ nhiều rau xanh trong chế độ ăn hàng ngày cũng là được nhấn mạnh vì rau xanh chứa nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa và cung cấp dưỡng chất quan trọng. Nhờ những nguyên tắc dinh dưỡng này, người dân Okinawa có thể tận hưởng cuộc sống với tuổi thọ và duy trì sức khỏe tốt suốt cuộc đời. Và ở Việt Nam cũng có những thực phẩm giúp tăng cường tuổi thọ mà người Okinawa sử dụng trong chế độ ăn hàng ngày, gồm 1. Mướp đắng. Mướp đắng là một loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và chất chống viêm. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng mướp đắng có khả năng điều chỉnh mức đường trong máu. Bên cạnh đó, mướp đắng cũng chứa nhiều triterpenoids, polyphenol và flavonoid cùng với vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp cân bằng đường huyết và ngăn ngừa các tế bào ung thư. Bạn có thể chế biến mướp đắng trong các món súp, xào hoặc làm canh. 2. Đậu phụ. Đậu phụ là một nguồn cung cấp chất đạm thực vật chất lượng cao và ít chất béo.
Việc tiêu thụ đậu phụ có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các vấn đề liên quan đến tim, bao gồm huyết áp cao và mỡ máu cao. Có thể sử dụng đậu phụ để làm các món chay như đậu phụ sả ớt, đậu phụ rim mặn hoặc nấu canh chua đậu phụ. 3. Khoai lang. Khoai lang là một loại củ giàu chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp cung cấp chất xơ và tăng cường hệ miễn dịch. Đồng thời, khoai lang cũng chứa các loại carbohydrate phức hợp dễ tiêu hóa như tinh bột, giúp cung cấp năng lượng tự nhiên. Điều này khiến cho khoai lang trở thành một nguồn năng lượng bền vững và cung cấp sự bổ sung năng lượng cho cơ thể. Khoai lang có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như nướng, hấp, ninh, nấu súp hoặc sử dụng làm thành phần chính trong các món tráng miệng và thức uống. 4. Nghệ. Nghệ giúp làm giảm viêm thông qua khả năng ức chế các chất gây viêm trong cơ thể và giảm sự phát triển của các tế bào viêm. Ngoài ra, nghệ cũng có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh lý tiêu hóa. Với tác dụng chống viêm mạnh mẽ, nghệ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và giúp kéo dài tuổi thọ. Nghệ có thể được sử dụng như gia vị trong các món xào, canh, nước sốt. Để tăng khả năng hấp thụ curcumin trong nghệ, hãy kết hợp nghệ với một ít dầu thực vật hoặc hòa vào với hành, tỏi. 5. Gạo lứt. Ở đảo Okinawa, cơm là một phần quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày. Đặc biệt, họ tiêu thụ cả gạo trắng và gạo lứt. Tuy nhiên, về mặt dinh dưỡng, gạo lứt được xem là có lợi hơn. Nó có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và duy trì cân nặng ổn định. Gạo lứt có thể nấu như gạo trắng và sử dụng nó trong các món cháo hoặc cơm rang. 6. Nấm. Nấm là một nguồn thực phẩm đa dạng và mang lại nhiều lợi ích cho tuổi thọ và sức khỏe. Nấm cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Nấm có thể được chế biến thành nhiều món như nấm xào, nấm hấp, nấm nướng hoặc nấm chiên. Bạn có thể sử dụng nấm trong các món canh, salad hoặc thêm vào mì và bánh mì sandwich. 7. Rong biển. Rong biển là một nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin B12, chất xơ và khoáng chất như iodide, sắt, kẽm và canxi. Các chất này đóng vai trò quan trọng trong chức năng tổng thể của cơ thể và giúp duy trì sức khỏe. Nó có thể giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và cung cấp dưỡng chất cho cơ thể. Rong biển có thể được sử dụng trong các món sushi, salad hoặc chế biến thành các món ăn như canh rong biển, nấu cháo hoặc xào rong biển. Sau đây là 4 bài tập thở có thể giúp giảm căng thẳng, lo lắng và kéo dài tuổi thọ. Thưa quý vị, hầu hết chúng ta không thể thoát khỏi căng thẳng, dù ở nơi làm việc, ở nhà hay thậm chí chỉ đọc các tin tiêu cực cũng gây căng thẳng. Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người bị căng thẳng mãn tính có dấu hiệu lão hóa miễn dịch nhanh hơn. Căng thẳng có liên quan đến nguy cơ tử vong tăng khoảng 20%. Kiểm soát căng thẳng là một trong những thói quen lành mạnh có thể áp dụng để sống lâu hơn. Các thói quen lành mạnh khác bao gồm tập thể dục, không nghiện opioid, không hút thuốc, ăn uống lành mạnh, tránh uống rượu say, đảm bảo giấc ngủ ngon và có các mối quan hệ xã hội tích cực. Áp dụng các thói quen lành mạnh trên càng sớm càng tốt. Nhưng ngay cả khi bạn chỉ thực hiện một thay đổi nhỏ ở độ tuổi 40, 50 hoặc 60 thì nó vẫn có lợi. Sử dụng hơi thở là một cách để kiểm soát căng thẳng và lo lắng. Chấm một chuyên gia về tâm thần học và đồng tác giả cuốn Sức mạnh chữa lành của hơi thở cho biết: hãy thay đổi hơi thở và bạn có thể thay đổi cảm xúc của mình bằng cách thay đổi các tín hiệu truyền đến não. Theo ông, bộ não lắng nghe phổi, vì vậy cách chúng ta thở có ảnh hưởng to lớn đến cách thức hoạt động của não đối với nhiều cơ chế khác nhau. Hơi thở cũng là chức năng tự động duy nhất của cơ thể mà chúng ta có quyền kiểm soát. Quét não cho thấy nhịp thở chậm làm giảm lo lắng và sợ hãi, đồng thời tăng khả năng suy luận, giúp một người đánh giá tình huống tốt hơn. Thở sâu hơn,
chậm hơn cũng có thể giúp cơ thể bạn biết cách thoát khỏi chế độ chiến đấu hoặc bỏ chạy. Đây là một cách nhanh chóng để bình tĩnh lại và cũng là một cách để báo hiệu với bản thân rằng bạn đang chăm sóc bản thân. Dưới đây là 4 kỹ thuật thở bạn có thể áp dụng ngay bây giờ để giảm căng thẳng và thư giãn. 1. Thở bụng giúp giảm căng thẳng và thư giãn. Thở bụng còn được gọi là thở cơ hoành. Bài tập này có thể giúp bạn kích hoạt hệ phó giao cảm hay còn gọi là nghỉ ngơi và tiêu hóa, một phần của hệ thống thần kinh tự trị. Trẻ sơ sinh thở bằng bụng một cách tự nhiên, trong khi người lớn thường thở bằng ngực, cách lấy oxy kém hiệu quả hơn. Để thở bụng cần tìm một tư thế thoải mái, nằm xuống có thể dễ dàng hơn vì bạn có phạm vi chuyển động tốt hơn. Hít vào từ từ bằng bụng trong 4 giây, bụng phải nhô lên, trong khi ngực di chuyển tối thiểu hoặc không di chuyển. Thở ra trong 4 giây hoặc lâu hơn. Thực hiện bài tập này mỗi ngày, tập thở bụng tối đa 5 phút hoặc sử dụng trong thời điểm bạn cần thư giãn. 2. Hơi thở mạch lạc. Thở mạch lạc là một kỹ thuật thở trong đó một người cố tình tăng độ dài của mỗi hơi thở để giúp thư giãn và bình tĩnh. Một người trưởng thành thông thường thở khoảng 15 đến 20 hơi thở mỗi phút, nhưng với hơi thở này sẽ giảm tốc độ còn khoảng 5 hơi thở mỗi phút. Các bước thực hiện, tải xuống bất kỳ ứng dụng đo nhịp thở nào sẽ cung cấp cho bạn tín hiệu về thời điểm hít vào và thở ra. Hướng dẫn tương tự cũng có thể được tìm thấy trên trực tuyến. Ý tưởng là không nghĩ đến việc đếm hay bất cứ điều gì khác mà chỉ tập trung vào hơi thở. Hãy thở bằng mũi, nhắm mắt lại để bạn có thể tập trung vào bên trong và ngăn chặn những phiền nhiễu bên ngoài. Chỉ cần di chuyển không khí thật chậm, vì đây không chỉ là một hơi thở sâu mà còn là một hơi thở chậm rãi, nhẹ nhàng. Bụng giãn nở một cách tự nhiên. Hãy cố gắng thực hiện kỹ thuật này khoảng 20 phút mỗi ngày. Bạn cũng có thể sử dụng nó bất cứ khi nào bạn cảm thấy lo lắng và vào ban đêm nếu bạn khó ngủ. Sau khi bạn đã quen với kiểu thở này, nên tập luyện trong ngày và mở mắt và có thể thực hiện ở bất cứ đâu. 3. Thở 4, 7, 8. Bài tập đơn giản này làm giảm nhịp tim và mang lại cảm giác êm dịu. Thực hiện bằng cách, đầu tiên, hít vào bằng mũi và đếm đến 4. Nín thở đếm đến 7. Thở ra bằng miệng trong khi đếm đến 8. Bạn nên thực hiện 3 chu kỳ kỹ thuật thở này, 2 lần một ngày để biến nó thành thói quen hàng ngày. 4. Hơi thở hột. Hơi thở hột là một công cụ tốt nhất để mang lại sự kiểm soát ban đầu đối với tâm trí của chúng ta. Dưới đây là cách thực hiện, bắt đầu ở tư thế ngồi và thở ra hết không khí. Hít vào đếm đến 5, nín thở đếm đến 5. Thở ra đếm đến 5, nín thở đếm đến 5. Tiếp tục mô hình này và lặp lại chu kỳ này 5 lần. Phần tiếp theo chuyên mục sống thọ hôm nay, mời quý vị theo dõi nội dung. Việt Nam có hai loại cá trường thọ được ví tốt như nhân sâm, ăn vào giúp hạ đường huyết, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể hiệu quả. 1. Cá chạch. Cá chạch là một loài cá phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông nước miền Tây. Loài cá này có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và giàu dinh dưỡng. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, cá chạch có vị ngọt, tính bình, là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cao, ít chất béo và giàu canxi, phốt pho, kẽm, selen. Các thành phần này giúp hạ đường huyết và ngăn ngừa bệnh tiểu đường cũng như loãng xương. Khi kết hợp với các món ăn khác, cá chạch mang lại nhiều chất dinh dưỡng và kiểm soát đường huyết hiệu quả cho bệnh nhân tiểu đường, giúp duy trì sức khỏe tốt. Bên cạnh đó, cá chạch được biết đến là một nguồn dồi dào các chất dinh dưỡng như kẽm, selen, canxi và các khoáng chất khác. Những chất này đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích quá trình trao đổi chất của thận và loại bỏ độc tố, chất thải ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, cá chạch cũng cung cấp một số chất dinh dưỡng đặc biệt như axit amin và axit béo không bão hòa đa, có tác dụng bảo vệ và phục hồi chức năng của thận, từ đó giúp duy trì sức khỏe của cơ quan này. Bên cạnh đó, niacin, một thành phần có trong cá chạch, có khả năng giãn mạch máu, giảm cholesterol và nồng độ triglyceride trong máu.
Bổ sung loại cá này vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp điều chỉnh lipid máu, giảm xơ cứng động mạch vành và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, hiệu quả trong việc phòng ngừa các vấn đề về tim mạch. 2. Cá ngừ. Cá ngừ đại dương là một loại thực phẩm đặc biệt được nhiều người Việt ưa chuộng không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì giàu dưỡng chất. Đặc biệt, cá ngừ còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người mà nhiều người có thể không ngờ tới. Cá ngừ giàu protein, axit béo omega 3, đây là những chất dinh dưỡng quan trọng giúp cải thiện sức khỏe và hỗ trợ người bị bệnh thận mãn tính. Protein trong cá ngừ có chất lượng tốt, ít calo và chứa ít chất béo. Điều này đặc biệt có lợi cho những người có nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến thận. Theo các chuyên gia, việc thay thế thịt và các loại cá chứa nhiều đường bằng cá ngừ là một lựa chọn tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Với hàm lượng đường gần như bằng không, cá ngừ giúp giảm lượng đường trong cơ thể và kiểm soát bệnh đái tháo đường một cách hiệu quả. Tiếp theo xin giới thiệu quý vị một loại lá người già quý như vàng, giúp lưu thông khí huyết lại ngăn ngừa ung thư cực hiệu quả. Loại lá quen thuộc này được sử dụng như một phương thuốc dân gian đều điều trị nhiều loại bệnh nguy hiểm. Ngoài công dụng dùng để ăn, kèm với vôi, cao, lá trầu không còn được sử dụng như một phương thuốc dân gian đều điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau. Các thành phần chính trong lá trầu không có hoạt tính kháng sinh mạnh, ức chế nhiều chủng vi khuẩn như tụ cầu khuẩn, phế cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, trực khuẩn coli, lỵ và có tác dụng kháng nấm mạnh đối với nhiều chủng loại nấm. Do đó, lá trầu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngăn ngừa ung thư. Lá trầu không giàu các chất có tính chất chống oxy hóa, tác dụng phòng ngừa ung thư và các bệnh liên quan đến tim mạch. Thậm chí, các chất này còn chống đột biến, chống tăng sinh và chống vi khuẩn. Lá trầu không còn ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và sự lây lan của chúng đến các cơ quan khác nhau của cơ thể. Lưu thông khí huyết. Lá trầu không có vị cay nồng, mùi thơm gắt, tính ấm. Nó có tác dụng giúp khí huyết lưu thông, thường dùng để tiêu đờm, trừ phong thấp, tiêu viêm, sát trùng. Người ta có thể dùng lá trầu để trị đau bụng, đầy hơi, ợ hơi, sôi bụng. Có người dùng để đánh gió trị cảm. Chữa táo bón. Trong lá trầu không có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp đánh bại các gốc tự do trong cơ thể, khôi phục lại mức pH bình thường trong dạ dày. Nhờ đó, chứng táo bón sẽ được xoa dịu. Cách chữa táo bón bằng lá trầu không khá đơn giản. Hãy nhai nát vài lá trầu rồi nuốt lấy nước và nhả bã khi bụng đang đói, hoặc băm nát lá trầu không cho vào nước đã đun sôi để nguội và để qua đêm. Uống nước này vào ngày hôm sau khi bụng đói. Làm thuốc giảm đau. Lá trầu không còn có tác dụng làm giảm đau hiệu nghiệm, làm dịu các cơn đau nhanh chóng. Trong các trường hợp bị trầy, rách hay xước da, phát ban hay sưng viêm, cả bên trong lẫn bên ngoài, khó tiêu, táo bón, ta nên dùng loại lá này để chữa trị, sẽ cực kỳ hiệu quả. Nếu cần chữa ngay tức thì, bạn chỉ cần lấy một vài lá trầu không giã nát rồi đắp lên chỗ đang bị thương. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhai nát lá trầu không, nhấp lấy phần nước tiết ra rồi nhả bã để làm dịu những cơn đau có nguồn gốc từ bên trong cơ thể. Hạn chế các cơn đau do đầy hơi. Trào ngược dạ dày thực quản sẽ khiến bạn luôn có cảm giác khó chịu trong hệ thống tiêu hóa với nhiều biểu hiện như ợ nóng, đau ngực, khó nuốt, nôn sống. Lá trầu không là một trong những vị thuốc giúp kiểm soát chứng trào ngược dạ dày thực quản hiệu quả bằng cách giữ cho tá tràng luôn an toàn trước sự tấn công của các chất độc và những gốc tự do gây hại. Nhờ đó, lượng axit trong dạ dày cũng được giữ ở mức cân bằng, làm dịu cảm giác đầy hơi. Hơi ga sẽ thoát ra bên ngoài trong quá trình co thắt và giãn nở của cơ dòng, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng trào ngược axit lên thực quản, gây ra các cơn đau khó chịu. Bảo vệ sức khỏe răng miệng. Nhai lá trầu không có thể đánh bay mùi hôi miệng. Chúng còn góp phần làm dịu các cơn đau răng. Tuy nhiên, bạn đừng quên đánh răng sau khi nhai lá trầu không. Ngoài ra, cũng có thể đun sôi lá trong nước rồi lọc lấy nước súc miệng hàng ngày để giữ vệ sinh cho răng miệng và giúp hơi thở luôn thơm mát. Trị nấm.
Tình trạng nhiễm nấm thường xảy ra ở những vùng da thường xuyên bị ẩm ướt trên cơ thể. Lá trầu không là một trong những biện pháp trị nấm đơn giản, hiệu quả và rẻ tiền mà bạn có thể áp dụng tại nhà. Chỉ cần giãn nát lá trầu không và chà sát lên những vùng da đang bị nấm thường xuyên, bạn sẽ không còn phải lo ngại về các loại bệnh về da do nấm gây ra. Thưa quý vị, việc áp dụng những phương pháp sống thọ mà chúng tôi đã đề cập trong video này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của bạn. Từ việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, đến việc quản lý stress và giữ gìn các mối quan hệ tích cực, mỗi yếu tố đều có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng cơ thể và tâm trí bạn. Hãy nhớ rằng, mục tiêu không chỉ là sống lâu hơn mà còn sống khỏe mạnh, hạnh phúc mỗi ngày. Hy vọng rằng bạn sẽ áp dụng những bí quyết này vào cuộc sống của mình để không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá mà cuộc đời mang lại.